mừng các bạn đến với kênh YouTube của Táo Store. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta quay video màn hình cũng như là quay mặt của chúng ta với phần mềm Camtasia. Ok, trước khi bắt đầu vào video, nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh Táo Store thì các bạn hãy để lại cho bọn mình một like cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những hướng dẫn mới nhất của bọn mình dành cho các bạn nhé. Ngoài ra, các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì các bạn hãy để lại comment phía dưới video cho bọn mình biết để bọn mình có thể làm những video hướng dẫn các bạn một cách đơn giản và chi tiết nhé. Rồi thì việc của chúng ta rất là đơn giản thôi, là các bạn hãy mở phần mềm Camtasia lên nhé. Thì bạn nào mà chưa biết cách cài phần mềm Camtasia thì các bạn có thể tham khảo đường link mình để phía dưới mô tả video. Ok, thì đây là cái giao diện của Camtasia 2021. Và ở đây thì các bạn hãy tạo một project mới cho mình nhé. Hoặc là các bạn có thể chọn vào cái New Recording. Thì tốt nhất là mình khuyên là các bạn nên chọn vào cái New Project này. Thì lúc sau thì chúng ta có thể chỉnh sửa được luôn. Ok, các bạn sẽ chờ một lúc nhé. Rồi, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện chỉnh sửa của Camtasia cũng như là cái giao diện mà chúng ta hay sửa video với Camtasia. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái nút record ở góc trái màn hình nhé. Đó, ngay phía dưới quả táo ấy, các bạn kích vào record này cho mình. Đó, thì lúc này Camtasia sẽ ra cho chúng ta. Thứ nhất đó là cái màn hình của chúng ta, và thứ hai đó chính là cái camera này, cái FaceTime HD này. Các bạn chọn FaceTime HD cho mình. Rồi, đấy, các bạn có thể nhìn thấy mình không? Đúng không? Đó, và thứ ba bên này là sẽ có cái mic. Chúng ta sẽ bật cái mic lên. Thì mình sẽ tạm thời mình tắt cái mic đi nhá, tại vì là mình đang quay màn hình từ cái QuickTime. Đây là một cái mình hay sử dụng. Rồi, khi mà chúng ta bấm Start Record thôi, các bạn sẽ chờ 3, 2, 1. Đó, lúc này chúng ta sẽ lên video chẳng hạn. Bây giờ các bạn hướng dẫn các bạn bạn của các bạn vào trong cài đặt chúng ta sửa cái gì nhá. Thì mình quay một đoạn nhỏ này. Đó, software update chẳng hạn. Đó. Ok, và khi muốn dừng Camtasia thì các bạn hãy để ý này, ở góc bên phải đó chúng ta sẽ có biểu tượng nhỏ nhỏ này. Các bạn kích vào đây. Các bạn hãy có thể tùy chọn là bắt lại đầu lại từ đầu này, stop này, pause này. Rồi, và ẩn. Thì ở đây mình stop luôn. Đó, stop luôn. Khi chúng ta stop thì chúng ta sẽ thấy là cái giao diện, cái màn hình của chúng ta cũng như là cái nội dung của chúng ta đã được ra ở đây rồi nhá. Rồi, ở Camtasia nó có một cái khá là hay là chúng ta có thể chỉnh lại được cái mặt của chúng ta. Đây chính là cái video này. Các bạn có thể kéo nó to, nó nhỏ, rồi các bạn để ở vị trí nào cũng được. Đó. Đấy, chẳng hạn bây giờ mình muốn để vào gần giữa trung tâm này đi. Đó. Khi mà các bạn quay xong như này rồi nhá, thì chúng ta có thể là export nó ra. Export tức là chúng ta sẽ có thể lưu nó thành file. Thì các bạn vào export local file này. Đó, các bạn đặt tên cho nó và chọn nơi lưu. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có một vài cái tùy chọn để chúng ta chỉnh cái độ phân giải của video. Thì theo cá nhân mình thì các bạn nên cứ để mặc định thôi. Và khi các bạn export ra thì chúng ta sẽ có một cái file video. Ngoài ra ở bước này thì chúng ta có thể chèn ảnh, chèn nhạc, chèn kiểu các bạn sẽ quay vào cái chỉnh sửa của nó ấy. Chúng ta có thể chỉnh sửa nó một chút cũng như là chỉnh tốc độ. Thì những cái về vấn đề về Camtasia ấy, thì mình sẽ hẹn các bạn một cái video khác để mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và trong video hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta quay video màn hình chiếc MacBook của chúng ta cũng như là quay cả mặt của chúng ta. Mình nghĩ cái thao tác này sẽ giúp ích các bạn rất là nhiều, đặc biệt là những bạn nào làm giáo viên muốn chia sẻ những cái màn hình của các bạn cũng như là mặt của các bạn nhé. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, đăng ký kênh Táo Store nhé. Và đừng quên để lại comment các bạn ở phía dưới mô tả video đó nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.